3 tháng theo dấu nghi phạm bán nước dâu. Sau 3 tháng theo dấu nghi phạm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang đã bắt được đối tượng Nguyễn Trung Nghĩa. Sinh năm 1999, trú tỉnh Bình Phước, chuyên bán nước dâu, loại ma túy được ngụy trang dưới vỏ bọc nước hoa quả. Đối tượng Nghĩa. Sau một thời gian tạm lắng, cuối năm 2022, qua nhiều nguồn tin khác nhau, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang biết được thông tin loại ma túy nước dâu đã quay trở lại phố biển. Trong đó, các quán bar, vũ trường, karaoke tại các phường trung tâm Nha Trang luôn được các đối tượng tiếp cận, chào mời khách hàng. Một gói nước dâu được các đối tượng bán tại các tụ điểm vui chơi lên đến 6 triệu đồng. Trước thông tin về loại ma túy đời mới xâm nhập vào địa bàn, Trung tá Nguyễn Quốc Phong, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang đã chỉ đạo các cán bộ, trinh sát vào cuộc đấu tranh. Quá trình điều tra, thu thập thông tin nổi lên một nghi phạm tên Nghĩa. Mỗi khi đêm xuống, đối tượng này thường di chuyển qua các địa bàn khác nhau để tìm đến những tụ điểm ăn chơi đình đám. Để tránh bị bại lộ hành tung, nhất là nơi ở, từ sau 3 đến 4 ngày, Nghĩa lại thay đổi khách sạn tá túc rồi chuyển tới một địa bàn khác. Nghi phạm cũng thường xuyên thay đổi khung giờ mỗi khi xuất hiện tại những tụ điểm ăn chơi, thường xuyên thuê xe ôm công nghệ chờ đến nơi bán hàng cho dân chơi. Sau hơn 2 tháng đeo bám đối tượng nghi vấn, trung tuần tháng 2 năm 2023, lực lượng chống tội phạm ma túy công an thành phố Nha Trang đã lần ra được phương thức nhận hàng của nghi phạm. Theo đó, các đối tác gửi ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang cho nghi phạm, thông qua những nhà xe khách đường dài chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và ngược lại, cùng với dịch vụ giao hàng nhanh trên địa bàn. Cuối giờ chiều ngày 31 tháng 3, buổi trinh sát phát hiện Nghĩa thuê xe ôm công nghệ xuất hiện tại khu vực quanh một nhà xe đường dài trên đường Nguyễn Thiện Thuật nên bí mật bám theo. Khi thấy nghi phạm xuống xe và nhanh chóng vào bên trong lấy hàng, mũi trinh sát thứ hai được huy động tới hiện trường. Ngay khi Nghĩa vừa lấy được gói hàng và định lên xe ôm để rời khỏi hiện trường, thì bị các trinh sát ập tới khống chế cùng tang vật là một hộp giấy. Bên trong có 30 gói nước dâu. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai, sau khi ra Nha Trang, đối tượng thường xuyên chuyển khoản cho các đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh để đặt hàng. Sau đó, ma túy sẽ được gửi ra Nha Trang theo dịch vụ chuyển hàng của các nhà xe đường dài hoặc gửi theo dịch vụ chuyển hàng nhanh. Theo Trung tá Nguyễn Quốc Phong, nhìn bề ngoài rất khó phát hiện, nước dâu là loại ma túy hết sức nguy hiểm bởi nó được đóng thành những gói nhỏ giống gói kẹo hay dầu gội đầu. Chính vì thế, nước dâu rất dễ trà trộn vào những kệ hàng và dễ cất giấu mỗi khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra những cơ sở kinh doanh nhạy cảm. Để sử dụng loại ma túy này, giới ăn chơi, người nghiện chỉ cần pha vào nước ngọt có gas rồi uống như nước thông thường. Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Nha Trang đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Nghĩa để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thành Long.